mà bình bông là hoa màu. Bác qua bếp và tài nhóm ngay ăn mỹ đồ. Cái năm 11, cái năm 11, cái năm 11, cái gặp gặp vô đâm đâm vô. Cái năm 11, cái quẹo luôn luôn cái năm 11. Những chiếc ghế bên trên bộ đồ của chúng em hoàn toàn miễn phí luôn nha. Chị ơi đi bỏ mệt chưa chị? Chị ơi đi bỏ mệt chưa ghé? Sẽ luân phiên thay đổi thôi chứ gì nha. Không điểm cái gì nhàm chán luôn. Rồi quẹo vô đây chơi luôn anh chị ơi. Vô đây chơi lên tôi là vui lắm anh chị ơi. Trong đây có ID độc lạ Bình Dương nè. Ủa con này đâu? Ai ID? Đây độc lạ Bình Dương. Trời ơi độc lạ Bạc Liêu má. Xuống Bạc Liêu rồi. Xin lỗi em đi. Độc lạ Bạc Liêu. Thế như nào? Nắng chiếu lục linh mùa hoa vàng. Mình xin lỗi được chưa? Không chịu. Gió mai mơ màng một cánh hoa hồng. Mình xin lỗi được không? Rồi quý chị ơi, quý chị chơi mỏi chân rồi mệt đó thì ghé nơi đây luôn quý chị. Dùng qua dùng em là những chiếc que kem nè, những ly kem nè quý chị khán giả. Những ly kem chúng em nhập từ Ý luôn nha quý vị khán giả mình nha. Ý hả? Ý hả?